Chưa nha, còn nguyên. Trời ơi. Thử thách 1 vừa mang vừa nắm tay vừa trang trí Giáng sinh. Đừng đôi các bạn. Anh hai mày lên ngón hay vậy? Mày lên ngón tao rõ ràng. Chị ta tao hỏi mày, mày nhớ được cái này làm sao? Vậy tao không biết ngồi ghế đi. Yếu quá chú mày, mày đứng một chân mà run quá à. Chưa nha, còn nguyên. Rồi, ok. Trời ơi, cũng bị đánh hai cái, chứ bộ ít sao. Ví dụ một mình qua được hết thử thách, được tiền hay gì không? Thì đó, chứ anh chị không có được tiền. Đánh lại được nó không? Không có được tiền, không được gì hết, cho nên mình cũng không có bể bong bóng nữa nè. Thử thách 2, dùng găng tay làm bếp để trang trí cây thông. Quá dễ. Trời ơi, cũng dễ mà, như thế này sao? Anh sinh ra để chơi game mà. Em không chịu coi game, những cái game mà anh đóng. Cái game mà làm nồng cốt. Đây, em cầm cũng được nha. Em cầm được nè. Ồ, chứ đâu? Đấy. Mình không đẹp quá. Cũng dễ mà, em thấy này sao. Nè, dễ mà, đó thấy không? Đó, trời ơi. Trời đất ơi, Noel mà trên cái con gì vậy? Con ráng. Mình có thể có những cái thử thách nào nó khó hơn. Ờ, rất là khó hơn thứ rồi. Ôi, ôi, sao làm được rồi? Vậy anh sẽ không chắc. Thôi anh ơi, đừng đổ thừa, làm xúc luôn chứ phải rớt nữa nè. Nên làm xúc luôn cọng dây của người ta nè. Cảm đi tay chân về mà bỏ lên nóc nè. Thử thách 3, đeo thêm bịch mắt. Mắt đeo vào tay. Rồi. Rồi cho đếm 1, 2, 3, 2, trang trí nhanh nè, đếm đi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đó, lại làm rớt, đây, rớt là thua nha. Rớt là thua đó. Ủa, cái này dễ rồi. Quá dễ trong một cuộc tình.